bắt đầu ngoại muối. Hai ngày tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. À. Chỗ này nhiều máu à? Trông cái mặt thì ghét thế chứ gì. Ngươi làm quan rồi. Dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì. Ăn cố phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Tao bỏ cọc rồi. Mày quay xe à? Chửi giao thông thường không có lợi. Thiên đình sẽ có Nam Tào bắt đầu mới.